100.000 lá cờ đỏ được trao cho ngư dân để ra biển bảo vệ chủ quyền. Báo VOV ngày 19 tháng 9 năm 2019 loan tin, vào sáng cùng ngày 19 tháng 9, báo Người Lao Động cùng các bộ ban ngành Trung ương Cộng sản Việt Nam đã trao 20.000 lá cờ cho đại diện vùng 2 Hải quân để đưa ra 15 nhà sàn và 40.000 lá cờ cho đại diện vùng 4 Hải quân để đưa ra 33 biển đảo ở Trường Sa nhằm tặng cho các ngư dân. Việc tặng cờ này được giải thích là để cho người dân yên tâm ra biển, bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Ông Lưu Văn Huy, trưởng cơ quan kiểm ngư Cộng sản Việt Nam cho rằng, việc phát cờ đỏ cho ngư dân đối với các công là rất ý nghĩa và làm cho ngư dân có thêm động lực trở thành cột mốc sống ở ngoài biển. Theo VOV thì tính đến nay, chương trình trên đã trao 100.000 lá cờ đỏ cho ngư dân trên cả nước. Dự kiến chương trình sẽ triển khai thực hiện đối với những người dân sống dọc biên giới ở đất liền. Hành động tăng cơ của những tổ chức trên lâu nay đã gây bất mãn đối với cộng đồng mạng xã hội Việt Nam. Người dân cho rằng, nhiều năm nay Trung Cộng liên tục đưa tàu thuyền, trang bị vũ khí ra khu vực biển Đông của Việt Nam để đe dọa, bắn giết ngư dân Việt Nam. Nhưng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không có hành động gì để bảo vệ ngư dân. Các lực lượng như kiểm lâm, cảnh sát biển, biên phòng biển không hề có mặt mỗi khi ngư dân gặp nạn. Thế nhưng họ lại liên tục xúi ngư dân ra khơi trong nguy hiểm. Hành động tăng cơ chính là âm mưu của nhà cầm quyền, muốn để ngư dân ra chịu chết trở thành bia sống cho chế độ. Trong một diễn biến khác, giữ biển bằng cờ. Giữ biển không phải bằng súng đạn tàu chiến từ hải quân, mà giữ bằng cờ. Có tin nổi không? Ý tưởng này không chỉ điên rồ, mà còn độc ác biến ngư dân thành bia đỡ đạn. Tổng cộng là tên cướp vừa tham lam vừa tàn bạo. Chúng đã từng thảm sát chính dân của chúng, huống chi là dân Việt. Ba năm qua, hàng ngàn tàu cá của ngư dân miền Trung bị xua đuổi, bắt bớ và thậm chí đụng cho chìm. Đã có nhiều ngư dân phải bỏ mạng trên chính vùng biển của quê hương mình. Cũng là ngần ấy năm, chính phủ và Hải quân Việt Nam nhu nhược ươn hèn, chỉ biết ca bài ca quan ngại. Vì thế, tàu cộng được nước lần tới, họ cấm cả Việt Nam khai thác tài nguyên trên thềm lục địa của mình. Còn có ai ngang ngược hơn thế? Phát cờ cho ngư dân để giữ biển, trong khi hải quân với trang bị đầy đủ tàu lớn, súng ống thì lại quanh quẩn trên đất liền. Có lẽ những lá cờ này dùng để phụ sát ngư dân một khi bị tàu giặc tấn công bằng những trang thiết bị hiện đại chăng? Năm 1284, khi giặc Nguyên đã lấy xong Nam Tống, là nước giáp phía Bắc, Đại Việt, lúc bấy giờ họ chuẩn bị tràn xuống phương Nam để thu tóm luôn Đại Việt, mà lúc bấy giờ chỉ là một trẹo đất nhỏ Bắc phần, chỉ khoảng 1/3 diện tích Việt Nam hôm nay. Lúc đó, tương quan lực lượng giữa Nguyên Mông và Đại Việt là một trời một vực. Phó ngựa Mông Cổ đã chinh phạt gần hết châu Âu và châu Á, còn Đại Việt chỉ là một phần đất nước quá nhỏ bé, lại lẻ loi để họ phải quan tâm. Vậy mà triều đình nhà Trần không khuất phục trước những đòi hỏi trừ cống quy phục. Vậy là chiến tranh. Quân Nguyên huy động 50 vạn quân phía Bắc đánh xuống, cộng thêm 10 vạn quân từ phía Nam ở vương quốc Chăm, tạo thành cộng kiểm soát chặt Đại Việt, nhỏ bé đơn độc. Trước bờ vực chiến tranh, hoàng đế Trần Thánh Tông cho triệu tập các bô lão, những bộ óc lỗi lạc của đất nước về hội tụ trước điện Diên Hồng để bàn bạc và hỏi ý đánh hay hàng. Như các bạn đã thấy, Đại Việt không những không hàng mà còn buộc phó ngựa Mông Cổ phải dừng chân và Đại Việt trở thành một chôn xác quân xâm lược. Việt Nam hôm nay không còn nhỏ bé và đơn độc như Đại Việt năm xưa và tàu cộng cũng không mạnh khủng khiếp như giặc Nguyên thời đó. Vậy cớ gì phải ươn hèn kiếp nhược? Càng hèn thì càng bị hiếp đáp. Việt Nam hôm nay không chỉ có các bô lão mà còn rất nhiều người trẻ tuổi tài ba. Tại sao không là một hội nghị Diên Hồng lần nữa để biết lòng dân hàng hay chiến? Bằng kiến thức cá nhân dù là hạn hẹp, mình tin tàu cộng không bao giờ dám đánh Việt Nam, cho dù chúng to đầu lớn xác. Tình thế hôm nay đã khác nhiều, tàu cộng đang phải tứ bề thờ địch, phải đối đầu với Đại Bàng Mỹ và các đồng minh đang rất quyết liệt. Rồi tình hình Đài Loan, Hồng Kông rất nhiều bất lợi cho tàu cộng. Đó là chưa kể ngoài nội Tân Cương, Tây Tạng, hai vùng đất với lòng căm thù ngùn ngụt, chỉ chờ dịp bùng nổ. Đừng hèn nhất nữa, càng hèn thì càng bị ức hiếp. Đó là một quy luật, làm ơn đừng phát cờ để giữ biển trước bọn bành trướng hung hăng. Hãy phát cho ngư dân mỗi người một khẩu súng và khi đó ngư dân không còn là bị thịt mà có thể chống trả, mang đổi mạng nếu cần. Khi ấy chắc chắn tàu cộng sẽ xuống thang, còn không thì chiến tranh. Chiến thì chiến, còn hơn là mãi cúi đầu, mang tội lớn với tiền nhân.
Việc trao tặng cờ cho các ngư dân diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên Biển Đông giữa Trung Cộng và Cộng sản Việt Nam. Các tàu thăm dò dầu khí cùng đội tàu bảo vệ của Trung Quốc đang hoạt động ở bãi thu chính và khu vực gần đảo Trường Sa, nơi Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Vấn đề người dân trên mạng phản đối đó là thái độ bất lực, vô trách nhiệm của chính quyền Cộng sản Việt Nam đối với ngư dân. Trong nhiều năm qua đã có biết bao nhiêu trường hợp tàu của ngư dân Việt bị tàu của Trung Cộng tấn công đâm chìm, nhưng phía chính quyền không hề có một biện pháp cụ thể nào để bảo vệ họ trước sự tàn ác của Trung Cộng. Mãi đến ngày 1 tháng 7 năm 2019, Cộng sản Việt Nam mới chính thức thi hành luật cảnh sát biển, cho phép hải cảnh của họ có hành động bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Người dân tự hỏi rằng trước đó lực lượng này được trả lương đã làm gì? Việc xua người dân ra biển không vũ trang với cờ quạt để thể hiện lòng yêu nước mà không đủ lực để bảo vệ họ trước sự hung hãn của Trung Cộng là hành động bất nhân. Không chỉ tranh chấp với Trung Cộng, mà vùng biển phía Nam Việt Nam hiện nay cũng chưa làm rõ khu vực chồng lấn với Indonesia. Một tàu kiểm ngư Việt Nam đã hút vào tàu, dẫn tới nhiều người dân khi đánh bắt ở đây đã bị tàu hải quân Indonesia bắt giữ. Hồi tháng 4 2019, một tàu kiểm ngư Việt Nam đã hút vào tàu hải quân Indonesia giải cứu thành công, hai người dân bị bắt trên tàu. Tình hình bãi tư chính không những không hạ nhiệt mà có chiều hướng gia tăng sự căng thẳng. Sau vụ tàu Hải Sơn 8 trở lại, hơn 1.000 tàu đánh cá Trung Quốc đang tràn xuống Biển Đông. Dự kiến sẽ có hơn 3.000 tàu đánh cá Trung Quốc tiếp tục ra khơi, đánh bắt cá vào những khu vực đang tranh chấp vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Điều này đã làm cho tình hình bãi tư chính càng căng thẳng hơn, tạo thêm bức xúc cho nhân dân Việt Nam. Cũng trong thời điểm căng thẳng nhất, thì các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam quá bận bịu công việc, sắp xếp các nhân sự cho Đại hội 13 sắp tới đây. Quân đội và công an thì chỉ lo tập trung tìm mọi cách chống các thế lực thù địch. Riêng bà Ngân sau khi thăm Tập Cận Bình thì biến mất, thỉnh thoảng tham dự những cuộc họp phát biểu, những câu nói không đâu vào đâu, chả giải quyết được vấn đề nào cả. Còn ông Phúc thì đi vòng vòng bóc phét và gặp ngư dân để tặng cờ, khuyến khích các ngư dân ra khơi bám biển, giữ chủ quyền của đất nước. Cùng không thấy đâu, lãnh đạo đâu không thấy, quân đội đâu không thấy, công an đâu không thấy, chỉ còn lại dân bị đẩy ra tuyến đầu để đối đầu với Trung Quốc, bám biển giữ chủ quyền của đất nước. Lãnh đạo ta đã phát huy tối đa khả năng và tinh thần can đảm khi đất nước lầm nguy là như thế, phản thách vi chủ. Trong khoảng thời gian 2 tháng 16 ngày Trung Quốc gây hấn trên Biển Đông để đối phó với tình hình này, thì tam trụ triều đình đã chia nhau hành động. Thông thường khi ngoại bang vô cớ gây hấn, thì chắc chắn những người có trách nhiệm cao nhất trong chính quyền sẽ họp nhau lại và bàn kế sách đối phó tình hình. Đảng Cộng sản cũng không ngoại lệ, họ vẫn họp và phân công mỗi người thực hiện mỗi việc. Như ta biết, ngày 3 tháng 7, Trung Quốc kéo tàu đến bãi tư chính, thì ngày 8 tháng 7, bà Nguyễn Thị Kim Ngân lên đường sang Bắc Kinh gặp Tập Cận Bình. Theo báo chí nhà nước nói, thì mục đích của chuyến đi là mở rộng và nâng cao chất lượng hợp tác trên các lĩnh vực, duy trì xu thế phát triển tích cực của quan hệ hai nước. Nó đánh cướp nhà mình, nhưng mình sang nhà nó nâng cao quan hệ hợp tác, đây là điều vô cùng phi lý. Còn nữa, ngày 28 tháng 7, ông Nguyễn Phú Trọng sau cả tháng vắng mặt đã xuất hiện đúng vào ngày thành lập công đoàn và cảnh báo toàn đảng của ông rằng tăng cường sức đề kháng trước sự chống phá xuyên tạc của thế lực thù địch, giặc vào nhà đánh cướp Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, bảo đảng phải có cách đề phòng nhân dân. Đây không phải là cách hành xử của một người Việt Nam nắm quyền lãnh đạo, có tinh thần lo cho dân, cho nước, mà đây chính xác là cách hành xử của một thái thú. Trong tình hình Trung Quốc cho leo thang mối đe dọa ở Biển Đông, khi ngày 4 tháng 9, ông Nguyễn Xuân Phúc trong một cuộc họp chính phủ đã phát biểu, chúng ta đã kiên trì kiên quyết đấu tranh bằng mọi biện pháp đối với các hoạt động của nước ngoài vi phạm chủ quyền trên biển của ta. Kiên trì đấu tranh mà tên thằng cướp còn không dám sướng lên thì đấu tranh với ai? Hiện nay trên thế giới có tổng cộng 204 quốc gia và vùng lãnh thổ. Từ nước ngoài mà ông Nguyễn Xuân Phúc đã đề cập trong phát biểu của ông là ám chỉ 203 nước kia. Đây là một cách tránh né thể hiện sự khiếp nhược hoặc là cách xưng hô của một thần dân thiên triều để tránh phạm úy. Với hành động của ba người đứng đầu bộ máy chính quyền Cộng sản, thì Bắc Kinh sẽ thấy rằng, à, mình đánh nó thì nó ôm chân mình xin lên tao mối quan hệ, mình đánh nó thì nó sẽ giương súng vào sân nó, mình đánh nó thì nó đổ lỗi chung cho 203 nước, chứ nó không dám đổ lỗi cho mình. Và kết quả là ngày 18 tháng 9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh sảng đã nói rằng, Việt Nam vi phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích của Trung Quốc. Qua đây chúng ta thấy rằng,
với kết quả được dọn đường từ tam trụ triều đình của Đảng Cộng sản, thì phía Trung Quốc đã tận dụng ngay và luôn, họ đã biến từ thế thằng cướp thành thế thằng chủ nhà, và đẩy Việt Nam từ thế chủ nhà thành thân phận kẻ cướp. Như vậy rõ ràng là giữa tam trụ triều đình Cộng sản Việt Nam và phía Bắc Kinh đang có sự phối hợp rất nhịp nhàng để biến khách thành chủ. Đây là kế thứ 30 trong binh pháp tuần tự, kế phản khách vì chủ. Thực ra với cách chuẩn bị đối phó với ngoại xâm như Đảng Cộng sản Việt Nam đang làm nó cho ta thấy một hình ảnh rất quá lạ. Với tư cách là người xem Việt Nam là tổ quốc thì không ai chê nhau hành động như vậy cả. Chuyến thăm của bà Nguyễn Thị Kim Ngân được truyền thông xây dựng thành hình ảnh là xanh đấy để nâng cao mối quan hệ. Điều này rõ ràng ai cũng thấy nó vô cùng phi lý. Nó đánh mình mà mình sang nâng cao mối quan hệ là sao? Chính vì thế tôi cho rằng chuyến đi của bà Nguyễn Thị Kim Ngân là có ý nghĩa khác chứ không phải mục đích nâng cao mối quan hệ. Như vậy câu hỏi đặt ra là thực chất hành động của bà Ngân như thế nào mới hợp lý? Theo tôi nghĩ rất có thể là sau khi Biển Đông dậy sóng, bà Ngân được Bộ Chính trị phân công sang Bắc Kinh xin kế sách đối phó với nhân dân Việt Nam, và với mục đích như vậy khi ghép với phản ứng của ông Trọng và ông Phúc sau đó cho thấy ba hành động này mới khớp nhau một cách kỳ lạ. Đã 2 tháng nay tôi vẫn nghĩ vậy, nay tôi muốn đưa ra cách lý giải này để cho mọi người nghiệm lại nó có hợp lý hay không. Để đánh giá đúng bản chất của Cộng sản thì vẫn phải theo lời của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu thôi. Đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm, dựa vào đó thì mới hiểu đúng về Cộng sản. Trong vấn đề này, chỉ cần chỉnh lại ý nghĩa chuyến đi của bà Ngân thì liền có một bức tranh hiện ra. Bức tranh ấy nó đã mô tả rằng chính quyền Hà Nội đích thị là một đại lý của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Hà Nội. Tất cả chỉ là việc tung hứng giữa thằng chủ và thằng làm thuê một cách nhịp nhàng để qua mặt nhân dân Việt Nam mà thôi. Cộng sản thật đáng sợ.